Anh ơi, em có ngân quỹ dưới 10 triệu, liệu có thể lắp được bộ âm thanh nào hay không? Ok em, chỉ cần đầu tư ra khoảng hơn một nửa thế một chút thôi là chúng ta đã có một bộ âm thanh nghe cực kỳ đã và phê tai ở trên chiếc xe của mình. Hãy cùng anh thử vào trong xe nhé, nghe thử xem ra. Và đây là khi lắp thêm loa chép và loa sáp. Ok, với chiếc xe mà chúng ta là nguyên bản, chúng ta sẽ có những cái âm thanh ra là chỉ từ 8 đến 15W mà thôi. Đâm ra là những cái việc mà tiếng trung, tiếng cao và tiếng trầm thường thường là mờ vì là loa màng giấy. Thay việc đó, chúng ta có thương hiệu Ability của Hàn Quốc sẽ bổ sung kit loa này cho chúng ta 3 giải sẽ được nâng cao và hiệu quả hơn rất nhiều. Hiệu quả là chính video clip các bạn vừa xem xong không hay, hoàn trả, đó là mục tiêu của chúng tôi. Hãy đến thử nghiệm hoặc có comment bên dưới.